xin kính chào tất cả các bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục cách thức để các bạn có thể cập nhật số liệu vào trong phần mềm kế toán shop phiên bản book dành cho công ty kinh doanh xe lắp. Chúng ta vào phần mềm Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần danh mục và số dư. Các bạn sẽ vào kiểm tra danh mục tài khoản. Ở đây như các bạn thấy là sau khi các bạn vào danh mục tài khoản thì các bạn có thể thấy là nhìn thấy tài khoản 112 chúng tôi đã mở ra cho từng ngân hàng bao gồm là ngân hàng 1, ngân hàng 2. Chúng ta sẽ sử dụng phím F3 để sửa thông tin về danh mục, phím F4 để thêm mới và phím F8 để xóa ở đây chúng ta có thể sửa cái tài khoản ví dụ chúng ta sửa tài khoản thành ngân hàng Vietcombank chúng ta ấn F3 trên bàn phím sau khi đã kích chuột vào kích chuột vào cái dòng tài khoản này chúng ta sửa tên của tài khoản thành Vietcombank chúng ta chọn nhận như vậy là chúng ta đã nhìn thấy cách thức để chúng ta có thể sửa một tài khoản lưu ý các bạn là sau khi các bạn tổ chức được danh mục tài khoản rồi thì sau này chúng ta sẽ thêm vào chúng ta à, sau khi chúng ta đã cập nhật các cái chứng từ kinh tế phát sinh như cái việc vào cái tài khoản này thì thêm nữa thì các bạn biết là khi các bạn hạch toán vào tài khoản này ví dụ chúng ta hạch toán vào tài khoản có năm số một một hai một một nhưng mà sau này các bạn lại mở thêm ở trong cái tài khoản 1211 này thêm cái tài khoản 112 thì thêm 6 số là thành 112111 một Như vậy các bạn sẽ thấy là tất cả các chứng từ trước đây mình hạch toán vào cái tài khoản này nó trở thành cái tài khoản tổng hợp và các bạn khi các bạn hạch toán thì các bạn sẽ À, sẽ không hạch toán được tài khoản tổng hợp. Nhưng trước đây các bạn đã cập nhật số liệu vào là bằng tài khoản tổng hợp vì sau này khi quay lại vào bảng cân đối phát sinh các bạn sẽ nhìn thấy là à, chương trình sẽ cái, cái 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 lọc số liệu của các cái báo cáo nó sẽ có những cái là những cái dòng tài khoản tổng mà lại trong đấy có chi tiết là số tổng của số tiền của tài khoản chi tiết nó lại ít hơn cái, cái cái số tiền của tài khoản tổng tức là trước đây chúng ta đã hạch toán ở tài khoản tổng các bạn lưu ý là các bạn tổ chức một lần để sau này các bạn dùng mãi mãi chúng ta thoát ra và đầu tiên tiếp theo là chúng ta sẽ vào danh mục khách hàng và người bán ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng tôi đã khai báo sẵn một cái, cái, cái đối tượng uh, có sẵn rồi chúng ta bây giờ ấn F4 để thêm mới một đối tượng mới chúng ta đặt mã là 002 các bạn lưu ý là cái mã khách này các bạn không cần thiết phải đặt theo cái, cái tổ chức gì cả các bạn có thể đặt theo số tăng dần tại vì khi các bạn lọc để tìm số liệu hoặc là các bạn tìm đối tượng khách hàng thì các bạn đối tượng khách hàng nhà cung cấp để các bạn cập nhật số liệu chúng ta chỉ cần tìm theo tên tức là trong một cái chuỗi tên của này chúng ta chỉ cần cập nhật một cái ví dụ như là một cái 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 cái, cái, cái cái dãy ký tự nó có ở trong cái tên khách hàng này thì nó tìm tìm ra cho các bạn ở đây chúng ta sẽ cập nhật thêm cái đối tượng mới ví dụ như ở đây là à, công ty à, cổ phần à, vật liệu xây dựng đây là chúng ta vào cho một nhà cung cấp ở đây chúng ta đánh địa chỉ vào số bao nhiêu đấy. Mã số thuế các bạn 2900. Sau đây các bạn chọn nhận. Như vậy là ở đây chúng ta có thể là 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 vào cái nhà cung cấp này. Ừ, chúng ta cũng có thể vào luôn cái cái đối tượng là ví dụ ở đây chúng ta vào số 3 là ví dụ ban quản lý dự án chẳng hạn. Cái cái đối tượng này là nó là một cái hình thức là là chủ đầu tư nên chúng ta vào vào ban quản lý dự án này để sau này chúng ta à, hạch toán vào cái tài khoản khi viết cái hóa đơn công trình hạch toán tài khoản 31. Ở đây chúng ta vào tiếp một đối tượng nữa là chúng ta vào là à, anh Nguyễn giám đốc chẳng hạn. Chính là giám đốc của doanh nghiệp, địa chỉ là văn phòng ty. các bạn có thể chọn nhận ừ, thay vì các bạn có thể enter cho đến cái dòng đến cái nút nhận thì các bạn có thể giữ phím control ở trên bàn phím và ấn phím enter chương trình sẽ uh, chuyển đến nút nhận để lưu giá trị các bạn cập nhật lại đấy là đối tượng khách hàng ví dụ đối tượng kho hàng chúng ta sẽ vào như thế này ví dụ như là ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta sử dụng phím F3 để sửa F4 thêm nữa chúng ta đã vào sẵn ở đây là à, ví dụ kho công trình này công trình này là công trình gì các bạn có thể sửa lại hoặc là các bạn mở một công ty mở một kho ở tại công ty để các bạn có thể nhập xuất các cái công dụng cụ dụng cụ tại công ty còn lại cái, cái kho công trình công trình A công trình B sau đấy các bạn vào danh mục hàng hóa vật tư thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng tôi đã khai báo sẵn là ở đây là các cái nguyên vật liệu các bạn sẽ sử dụng nhiều cho nguyên vật liệu A nguyên liệu B các bạn sửa lại ở đây thành ví dụ như là thép phi 10 thép phi 12 thép phi 16 hoặc là xi măng hoặc là ấy các bạn thêm mới theo các cái thông tin ở đây chúng tôi khai báo sẵn ở đây các khi chúng tôi đẹp ba lên các bạn nhìn thấy là ở đây có tài khoản doanh thu chẳng hạn như là tài khoản giá vốn ở đây không phải là nguyên vật liệu thì nó không có những, những tài khoản này trong các cái trường hợp các bạn bán nguyên vật liệu đi thì có nhiều cái đối tượng người ta uh, có nhiều cái kế toán người ta chuyển sang 156 nhưng có những đối tượng bán trực tiếp từ 154 à 152 thì các bạn có thể thấy là uh, chúng ta khai báo sẵn tài khoản để có thể là khi các bạn làm hóa đơn bán hàng kiếm xuất kho nó tự động hạch toán vào cái tài khoản này luôn À, chúng ta lần lượt như thế thì có thể ấn F4 để thêm mới các cái nguyên vật liệu khác sau đấy ở cái danh mục công trình danh mục công trình các bạn lưu ý là cũng mở theo cái từng cái mã kho tức là mỗi công trình một chúng ta mở một kho thì ở đây cái danh mục công trình chúng ta sẽ mở tên đầy đủ của một công trình như vậy chúng ta có thể đã vào được các cái danh mục của các đối tượng chúng ta cần theo dõi các bạn lưu ý là những cái danh mục này trong quá trình cập nhật số liệu chúng ta có thể thêm mới ngay ở cái màn hình cập nhật số liệu